Cuối thu, khi miền Trung đón những cơn mưa bất chợt kèm giông gió, cũng chính là mùa bông dề đã đến. Loài bông lạ lẫm có 102 ở đất Phú Yên. Tiếng là bông, nhưng không phải để chơi, mà để ăn, ăn rất thơm ngon, ngon tới mức trở thành đặc sản, dân dã của vùng đất Phú Yên xứ nậu. Phú Yên xứ nậu, sau những ngày hè dài nắng oi, đất vườn khô tới mức nứt nẻ. Nhưng chỉ một cơn mưa rào cuối thu đổ xuống, hôm sau ra vườn, đã thấy những ngòi bông dề hình mũi tên long lanh tím biếc trồi lên. Vài ba ngày đã bung cánh tím nhạt, khoe lấp ló bên trong những cánh màu vàng tươi, tỏa hương thơm quyến rũ lòng người. Nếu ai đó đã từng thưởng thức món ăn chế biến từ bông dề thì sẽ cảm nhận điều này. Cùng tên của loài bông ấy được gọi là khoai, bởi gốc cây bông dề có củ ăn được mát lành. Có điều củ không đặc biệt đáng nói, thứ làm nên thương hiệu của cây bông dề chính là bông và hương bông. Và tuy không ngon như bông dề, lá bông dề non cũng là món rau dùng luộc hoặc nấu canh. Vì mùa hoa bông dề khá ngắn ngủi, nên ăn hết bông rồi người ta sẽ vớt vát bằng cách xách rổ ra vườn tìm lá. Những chiếc lá non xanh nhạt còn cuốn hoa lo kèn, vừa đâm lên giữa đọt, đem nấu canh hay luộc, tuy không ngon ngọt như bông, nhưng dù sao vẫn có hương bông dề. Mùa này ở thôn quê, nếu ai đó ra vườn vô ý, đưa chân dậm phải bông, lập tức hương bông dề dậy lên thơm phức. Cái mùi hương đánh động khứu giác, gợi ngay liên tưởng tới một tô canh tập tàn, nấu với bông dề bốc hơi. Không chỉ nấu canh vào chính vụ, bông dề vườn nhà ai nhiều thì đem luộc cả rổ. Luộc chín vớt ra, gấp chấm mắm dầm cá rô đồng, ăn cơm thì ngon khỏi phải nói. Muốn ăn cao sang hơn nữa thì đem bông dề thái nhỏ, rưới đúc bánh xèo cùng với thịt tôm và nhiều gia vị khác. Hái bông dề vừa cử nhất khi ngòi hoa tím chín vừa tách màu, lấp ló cánh vàng bên trong. Hái sớm ăn ngon, nhưng hoa chưa đủ độ trưởng thành thì phí phạm. Hái muộn thì hoa bị già, sơ, giảm cả hương lẫn vị. Ở Phú Yên, người ta ví bông dề là một loài bông nặng nghĩa với đất quê. Đúng thế, dù trải qua ba mùa mưa nắng gió, cứ đúng hẹn dịp trời trở tiết lập thu, trời bắt đầu có những cơn mưa đầu mùa, các vùng đất ở quê dịu mát lại, thì những búp bông dề bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất rồi nở rộ. Có nhiều cách để hiểu về tên gọi của loài bông này. Theo cách giải thích của những người lớn tuổi, vì loài bông này đến mùa nhú bông, mọc thành từng đám từng dề trên mặt đất, nên người ta gọi là bông dề. Bông dề khi nhô lên khỏi mặt đất còn búp có hình nhọn, màu đỏ tím. Sau đó 1-2 ngày, nếu không có người hái, thì những búp bông này nở bung sặc sỡ, bên trong những cánh hoa có nhị vàng trông thật đẹp. Bông dề ngoài hình thức nhỏ thon, màu sắc đẹp, bông dề có mùi thơm dịu đặc trưng, nên từ lâu được xem là một loài rau nêm đặc sản ở các vùng quê Phú Yên xứ nậu, được các bà các cô ưa thích. Tôi có nhiều kỷ niệm. Tôi còn nhớ lúc tuổi thiếu thời, cứ đến mùa thu mờ sáng sớm, tôi thường tranh thủ ra các dôi đất của nhà ngoại nhà dì ở gần nhà tôi để nhổ bông dề. Những hôm có được bông dề nhiều, má hay ngoại và mợ thường chọn làm thức ăn cho gia đình vài ngày. Nào là bông dề nấu canh, bông dề luộc, xào, bông dề đúc bánh xèo. Ăn nhiều ngày thế mà lúc đó cuộc sống còn kham khổ, ai nấy cũng thấy ngon. Hết cả mùa bông dề vẫn thấy còn thèm, còn nhớ. Bông dề chỉ mọc độ 3-4 tuần rồi hết mùa. Tuy nhiên, khi hết mùa bông thì những kèn lá màu xanh non mơn mởn
lại tiếp tục nhô lên. Sau đó vài ngày, lá bông dề mọc thành từng bụi xanh rờn trên mặt đất. Đặc biệt, lá bông dề non dùng làm rau nêm cũng có mùi thơm ngon không kém phần bông dề. Rồi hết mùa lá, cả bọn nhỏ của cháu nhà ngoại chúng tôi lại cùng cậu mợ và mấy anh chị đua nhau ra rẫy nhà ngoại đào củ bông dề về luộc ăn. Loại củ này có rất nhiều tinh bột dẻo, thơm ngon, ăn mát. Hết mùa, cả bông và lá rồi tiêu mất, không để lại một dấu vết gì trên mặt đất. Cứ thế mùa bông dề cứ tuần hoàn đúng hẹn theo những mùa thu năm tháng. Ngày đó cậu còn sống, cậu nói rẫy vườn nhà ngoại rộng, đất thịt lại nhiều bóng mát nên rất thiên thời địa lợi để trồng cây bông dề. Bông dề trừ trường hợp tới mùa đào lấy củ thì mới phải trồng lại. Còn nếu trồng để lấy bông thì chỉ cần trồng một lần, cứ đến hẹn cuối mùa thu, mỗi đầu mùa mưa, cây lại tự động trồi lên, nở hoa khoe sắc. Thú thật, thuở nhỏ tôi không thích hương bông dề gì mấy, do nhà ngoại trồng nhiều bông dề, ăn quá nhiều, đâm ngán. Vậy nhưng, đó là một câu chuyện xa lắc. Lớn lên khi bắt đầu thấm thía, nghiện hương vị bông dề, thì cũng là lúc bông dề ngày càng ít đi, và ngoại với cậu tôi cũng không còn. Nên tôi nhớ, nhớ lắm, mỗi khi bưng chén cơm với thức ăn có hương vị bông dề thơm ngát. Ngày nay, ở quê bà con trồng bông dề để lấy củ không còn nhiều như ngày trước. Chỉ trồng ít để tới mùa lấy bông ăn, hoặc có những gốc cây sót lại từ ngày xưa vẫn âm thầm sống nhẫn nại, cho hoa cho lá mỗi đầu mùa mưa. Và hiện tại ở ban công nhà tôi cũng có hai chậu cây bông dề được người quen tặng, để tôi ghi nhớ nhiều kỷ niệm đẹp liên quan tới loài bông này và vườn bông dề năm xưa của ngoại cậu trồng. Sáu xin chào bà con và quý khán giả đã và đang theo dõi kênh Cậu Sáu Phú Yên. Và hôm nay với chuyên mục ẩm thực bếp nhà cậu Sáu thì Sáu sẽ nấu một món ăn có hương vị của một loài bông. Và bây giờ trên tay của Sáu là một trẹt bông có tên gọi là bông dề. Bây giờ Sáu sẽ đưa trẹt bông này tới cận máy để bà con chiêm ngưỡng cái sắc hoa này nhé. Đó, hôm nay thì Sáu sẽ nấu một món ăn rất là quen thuộc với mọi người, nhưng với hương vị rất là đặc trưng của Phú Yên xứ Nẩu, đó là hương vị bông dề. Và bây giờ Sáu xin mời bà con và quý khán giả xem video và cùng nấu và cùng cảm nhận, thưởng thức với món lẩu bông dề cùng Sáu nha. Lúc sáng Sáu đi chợ và có mua được mớ cá trác chỉ vàng lưới 2 và được cô hàng xóm cho mớ bông dề, nên Sáu hôm nay sẽ nấu món lẩu bông dề. Món lẩu bông dề với hương vị Phú Yên xứ Nẩu thì Sáu có mua các loại rau quả: bông dề, môn, cà, lá é trắng, măng, thơm, hành lá và mồng tơi. Thông thường người ta nấu lẩu có thơm và cà hay băm nhuyễn. Còn Sáu thì thích ăn miếng, cho nên hôm nay Sáu cắt miếng trước khi nấu sẽ tao và sẽ bỏ vào nước trước khi chúng ta bỏ cá.
môn thì sáu cắt miếng vừa ăn, còn bà con thích dày hay mỏng thì tùy từng người. Hành lá thì 6 cắt khúc, còn củ thì 6 cắt nhỏ. Tí nữa mình tao các loại rau quả thì sẽ bỏ củ lá trước để khử mùi. Măng thì 6 mua măng tươi, lúc nãy 6 đã sơ chế trước. Và lá é trắng thì 6 đã lặt lá. Còn rau mồng tơi thì sáu cũng cắt khúc để cho dễ chín. Nồi lẩu hôm nay sáu nấu cho 4 người ăn. Với 1 ký cá trác chỉ vàng thì sáu nấu 1,5 lít nước. Trước khi cho các thứ vào nồi nước dùng thì sáu cho một ít dầu, bỏ hành tao cho dậy mùi thơm, và tiếp theo là bỏ cà, thơm và măng. Sáu tao như thế này là để lấy được màu sắc của cà, cho nồi lẩu đẹp hơn, và độ chua từ thơm, cà và măng cũng cho măng mềm hơn. Sáu tao cho các hỗn hợp chín khoảng 50% rồi cho vào nồi nước dùng. Sau khi sáu đã cho các hỗn hợp vào nồi nước dùng, sôi khoảng 5 phút thì sáu sẽ nêm 2 muỗng đường, 2 muỗng muối, 1 muỗng bột nêm và 1 ít nước mắm. Sau khi sáu nêm nếm xong thì cho nước sôi bùng và tiếp tục bỏ cá vào nồi. Sau khi bỏ cá vào nồi thì chúng ta đem lên bàn ăn và bắt trên lò ga mini hoặc lò than và bắt đầu nhúng các loại rau ăn kèm với bún, mì gói hoặc cơm. Và sau một thời gian thì sáu đã nấu xong nồi lẩu bông dề với hương vị Phú Yên xứ nậu. Cha con sáu xin mời bà con và quý khán giả thưởng thức món lẩu bông dề với hương vị Phú Yên xứ nậu đậm tình quê, nơi sáu đã được sinh ra và lớn lên. Bông dề ngày nay có ở khắp các chợ quán, nhà hàng, có trong nhiều bữa ăn của những gia đình. Và mỗi lần tôi được thưởng thức món ăn có mùi thơm, hương vị bông dề, tôi lại nhớ nhiều lắm những năm tháng của tuổi thơ bên ngoại, bên cậu và gia đình, quây quần bên nhau với mâm cơm,
có nồi canh bông dừa thơm đậm tình quê, Phú Yên xứ nậu của thuở nào.